chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mẹ Dương thấy trên TikTok á, có cái món rất là hot luôn, nên là mẹ Dương đã đặt order về để ba mẹ con mình cùng ăn thử và cảm nhận xem coi như thế nào. Đó chính là món mochi chấm kem sữa. À, mẹ Dương mua 4 vị luôn. Đây. Đó, giống nhau hết nha, nhưng có điều khác là một bên đó là vụn ngũ cốc, một bên là vụn dừa. Đó. Còn kem, hai hộp kem này thì giống nhau. Ồ, có một cục nằm lót trên đây. Rồi, để mẹ Dương bỏ ra đĩa cho nó dễ nhìn nha. Và mẹ Dương được người ta tặng thêm một hộp kem nữa, để lỡ mà có chấm thiếu á thì mình có cái để mình chấm, để lỡ mà mất ngon á. Bây giờ để mẹ Dương giới thiệu luôn nha. Có tất cả là 4 vị các bạn ha. Thì cái vị đầu tiên á, cái vị màu đen đen này nè, là vị trà Nhật. Còn vị này là vị cacao. Đây là vị matcha. Và đây là vị đậu nành. Đó. Thì cái cách ăn á, mẹ Dương thấy ở trên TikTok thì người ta sẽ cầm cái này, sau đó người ta sẽ nhúng vào cái hộp kem này, nhúng tràn hết, ngập hết luôn nha. Sau đó sẽ nhúng đến cái bột ngũ cốc hoặc là bột dừa. Với vụn dừa, mình muốn ăn vụn nào thì mình nhúng cái vụn đó ha. Rồi, Vani muốn ăn nĩa hay là ăn đũa? Nĩa. Người ta có tặng cho mình một cái nĩa nè, nhưng mà mẹ Dương thấy ăn đũa dễ hơn, mình sẽ dùng đũa. Rồi. Mình có ăn cái này, Vani đó nha. Ừ, ai muốn ăn cái nào thì ăn. Mình ăn nha. Ừ, rồi, ai muốn ăn vị nào trước cũng được, cảm nhận. Ăn không thì thử nha. Ăn không thử thì không có ngon bằng Ruby, chấm Ruby, đâu. Ruby ăn, Ruby vừa cắn một miếng xuống tôi liền tưởng tượng ra con gấu bông. Con gấu bông. À nó mềm đúng không? Nó mềm. Nó mềm theo gấu bông. Rồi, mẹ Dương sẽ thưởng thức cái vị trà này đi, cái vị trà Nhật này trước. Nhúng nhiều hả? Ừ, mình sẽ nhúng ngập cái lớp kem luôn. Đó nè. Mẹ chỉ cho hai đứa ăn nè. Nhúng ngập như vậy luôn nha. Đó. Đúng rồi. Sau đó mình chấm một cái lớp bụng này nữa, đây nữa, đây nữa. Đây. Đó các bạn nhìn đây. Đó. Mời các bạn ăn nha. Ừ. Con cầm luôn, cầm luôn. Rồi mẹ Dương đang chấm vụn bánh quy. À quên, lộn, vụn ngũ cốc. Cái bánh nó dẻo. Cộng với cái kem nó thơm. Béo béo. Không mà hòa quyện với lại một ít cái vụn ngũ cốc nữa. Mình ăn cái này mình phải nhai kỹ. Đúng rồi. Kẹo dẻo lắm. Bạn Vani nói là giống kẹo dẻo. Nhưng mà ăn cái này hơi khát nước nha. Tại vì nó dính răng á, nó dính miệng á. Sau khi ăn cơm tối xong thì nghỉ ngơi một lúc, cho nó thư giãn một chút xíu, ba mẹ con mình bắt đầu lấy ra ăn tráng miệng các bạn ạ. Món này thích hợp để làm ăn tráng miệng hoặc là ăn xế nha. Rồi tiếp tục mẹ Dương sẽ ăn đến vị matcha. Mẹ con không chấm mấy cái vị trà Nhật á, ăn cũng thơm. Rồi mình chấm ngập cái kem này nó mới ngon nè. Mẹ Dương thấy ngon hay không là cái lớp kem này các bạn ạ. Đó. Rồi tiếp đến mình sẽ chấm vào cái lớp vụn. Rất là vị cacao. Mình thơm thơm dai dai béo béo. Phải không ta? Mềm mềm, dai dai, béo béo, thơm thơm, đó. Đây, hai hộp kem này cho Vani cầm hộp kem này đi, mẹ ăn hộp kem này. Còn ai muốn ăn vụn nào thì đổi vụn qua. À, rồi Vani ăn kem đó. Rồi, ok. Rồi, tiếp đến mẹ sẽ ăn đến vị đậu nành. Rồi, mình chấm ngập nha các bạn. Chấm ngập luôn. Càng nhiều kem mới càng ngon. Rồi nãy giờ mẹ Dương ăn vụn bánh vụn ngũ cốc rồi. Bây giờ mẹ Dương sẽ ăn thử vụn dừa. Ăn cái vụn dừa ngon nha. Ngon. Ăn vụn dừa nó ngọt hơn. Nó ngọt hơn cái vụn ngũ cốc. Cái vụn ngũ cốc thì nó kiểu bình bình. Một món tráng miệng cũng cũng hấp dẫn. Mẹ con bóc giống như Marshmallow quá. Marshmallow. Thử rồi. Ở trong đó là lớp nếp bình thường thôi. Nó dẻo vậy nè. Đó. Rồi, con chấm cho các em đi. Bên ngoài người ta phủ một lớp bột vị. Rồi,
tới lượt mẹ Dương ăn vị matcha. Ngắm nè. Ngon ha. Ủa nãy giờ hai bạn đã thử hết các vị chưa? Mẹ chưa, còn vị đâu mà ăn nữa. Ăn thử xong hết bốn vị thì mẹ sẽ hỏi bạn nào thích ăn vị nào nhất. Tại nãy giờ mẹ Dương thấy là vị đậu nành này còn yên nguyên à, chưa ai đụng hết, có mình mẹ Dương mới ăn một cục. Còn vị matcha thì rồi, vậy mẹ Dương biết rồi, hai bạn này thích ăn vị matcha nhất nên là vị matcha mẹ Dương mới có một cục à, mà mất hết 5 cục. Tại vì mỗi vị á là có 6 cục, mẹ Dương ăn một cục mất 5 cục, giờ hai bạn này xử lý hết vị matcha. Cuối cùng là vị đậu nành. Đây, mình đi nhường cho mẹ một nửa đậu nành. Ủa Ruby không chấm với cái bột ngũ cốc hả? Chú ăn kem không hả? Chấm mình phải ăn thử luôn cả cái bụng bên này nữa không? Thì chấm hai vị luôn, chấm hai vị luôn. Để cảm nhận. Rồi con nhúng vô. Đúng rồi, cho hẳn trong miệng luôn. Mẹ Dương cứ sợ là mẹ Dương mua này về á, hai bạn sẽ không biết ăn. Tại vì nó chỉ là bột nếp dẻo thôi. Mà ai ngờ đâu hai bạn biết ăn nữa các bạn ạ. Ghê. Bạn Ruby không thích vị đậu nành. Bạn không ngon mấy. Vậy bạn Ruby thích vị nào nhất? Thích vị matcha. Thích vị matcha nhất. Rồi tới vị nào? Không phải vị này. Vị trà Nhật á hả? Xong rồi tới vị cacao. Vị đậu nành là sau cùng. Rồi tới bạn Benny. Bạn Benny thích vị nào nhất? Vị matcha. Vị matcha nhất. Rồi tới vị. Rồi tới vị nào? Như Vani chưa thử đúng không? Vani chưa thử mấy vị này đâu, Vani thử đi. Vani thử đi, tiếp đi. Đây là vị cacao nè, đậu nành nè, trà Nhật. Rồi. Mẹ yêu ăn cùng ba vị cùng lúc luôn hay cấm như thế này mẹ yêu? Cấm ba vị một lúc thì nó sẽ, mình bắt buộc mình phải nhúng kem. Nhưng mà nếu mình ăn ba vị một lúc như vậy chẳng lẽ mình gom ba cục như vậy? Đâm vô này mẹ, đâm vô. Không nhúng được, nếu mà mình đâm vô thì mình không có nhúng được kem. Nhúng từng cục xong rồi kéo xuống. Nó sẽ bị chảy kem. Nó sẽ bị chảy kem các bạn ạ. Thử làm nữa. Thôi không thích thì con làm đi, nhưng mà chảy kem ra là phí kem nha. Con thử làm đi. Tại vì ăn này bắt buộc mình phải chấm ngập kem mới ngon các bạn ạ. Chứ mà mình chấm có một tí gì nè, ăn không ngon nha, mẹ Dương nói trước nha. Đó, phải chấm ngập kem. Nên là người bán người ta mới cho mình thêm một cái hũ kem như vậy nè, để phòng mà mình chấm nhiều kem thiếu á, để còn có cái bỏ vô á. Mình hết kem. Đúng rồi. Chế ăn cái đậu nành trước bà. Xong luôn. Ok ăn thôi. Chưa nhúng kem à. Ok ăn. Chấm. Ăn. Như vậy thì cuối cùng là bạn Ruby cũng chỉ ăn được một cục một thôi, chứ không thể nào một lúc ba cục được, đúng không? Đó. Mẹ Dương lại tưởng là bạn Ruby nói là cắm ba cục một lúc, xong nhúng vô kem rồi cho ba cục vô miệng luôn thì chắc chắn là không được. Còn nếu mà xiên từng cục như vậy mà chấm vô kem á thì ok. Đó. Mẹ Dương bạn Ruby thử chấm vô kem đi. Đấy. Có vẻ như cái vị trà Nhật này hai bạn không thích. Có bắt chước gì không? Ăn nốt cây này xong là xong rồi. Mẹ muốn thấy vị matcha ngon hơn. Mẹ cũng thấy vị matcha là ngon nhất. Xong rồi tới vị cacao. Xong rồi tới vị đậu nành. Xong rồi tới vị trà Nhật. Mẹ Dương thích như vậy. Các bạn có thấy gì không?
Chấm thật là ngập kem vô. Quá trời à. Mời 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 cho bà. Mời 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 cho ăn kem. Rồi, hai bạn ăn no rồi các bạn ạ. Tại vì ăn cái này là nếp mà, mau no lắm. Rồi, tô bố. Bye bye. Rồi các bạn ơi, vậy là video clip ăn thử bánh mochi chấm kem sữa của ba mẹ con mình hôm nay đây là hết rồi nha. Nói chung là mẹ Dương thấy ăn cũng được. Nếu mà nói mà để mà ăn lại lần thứ hai á, thèm mà ghiền á, thì chắc là không. Đó, ăn một lần cho biết thôi. Nói chung là mẹ Dương thấy là không ngon bằng bánh mochi của Nhật. Phô mai ngon. Chỉ được cái lớp kem này ăn gọi là nó lạ lạ, ngộ ngộ thôi. Chứ thực ra ăn cũng bình thường nha. Rồi, Phương Phương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, bye.